Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu nói cùng các môn đệ rằng: trong thời của ông Noe xảy ra như thế nào, thì lúc con người đến cũng xảy ra như vậy. Cũng như trong những ngày trước cuộc đại hồng thủy, người ta ăn uống, dựng vợ, gả chồng, mãi đến chính ngày ông Noe vào trong tàu mà người ta cũng không ngờ, thình lình cơn lục ập đến và cuốn đi tất cả, thì khi con người đến cũng sẽ xảy ra như vậy. Khi ấy sẽ có hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, một người được tiếp nhận, một người bị bỏ rơi. Có hai người phụ nữ đang xay bột, một người được tiếp thu, người kia bị bỏ ra ngoài. Vậy các anh em hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa của anh em sẽ đến. Anh em phải biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào người trộm đến, chắc hẳn ông ta sẽ canh phòng, không để cho nó đào ngạch khoét vách nhà mình. Vậy anh em cũng phải sẵn sàng luôn luôn, vì lúc anh em không ngờ thì con người sẽ đến. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, mời đến Chúa. My dear friends, Advent is a season of expectation. We are waiting and we are preparing for the coming of the Lord. As if He had not already come to us 2,000 years ago. Advent is a strange word. It comes from the Latin word Adventus, which means arrival or coming. An Advent is something that is arriving soon. So this season is such a beautiful season. It's a time for renewal. It's a time to fall in love with Jesus all over again. Advent is a twofold season. What does twofold mean? It means consisting of two parts. It means the arrival of Christmas, the coming of the Lord as a child on earth. But it also means that the second coming of the Lord in glory at the end of the world and at the end of every life. As we enter into Advent season, it's important to believe that Jesus wants to reveal Himself to every one of us, in spite of our imperfections. Our sins, our weaknesses, our failures may limit our ability to see the Lord, but they need never prevent us from seeking Him out and knowing His touch on our heart. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ba chu kỳ của mùa vọng khác nhau. Chu kỳ 5A, ngay tuần thứ nhất, Chúa mời phải tỉnh thức. Thật đúng, bao nhiêu tai nạn trên đời xảy ra trong cuộc đời mình là do mình không để ý, tức là không tỉnh thức. Tôi nhớ lúc cha Tài, Trịnh Việt anh Tài ở Geraldton chịu chức linh mục, tôi đi chung xe với cha Thúy, trong đó có bà Vân Cao đó, cựu hôn nhân với bà Huy. Đi khỏi Lăng Xê Linh thì cha Thúy nói: cha Hồng lái được không? Tôi lái. Và vì tôi ngủ quên,
Tôi chạy lúc nào không biết. Tới lúc tôi nghe cha Thúy nói có chừng, tôi mở mắt ra thì tôi đang ở bên phía phải của con đường và đi vào lề rồi. Từ đó xe ngừng lại, cha Thúy âm thầm cầm tay lái, không cho tôi lái nữa, bởi vì có thể lật xe lọt xuống dưới lề. Một giây phút không để ý là tai nạn xảy ra, không bao giờ quên. Cho nên cả cuộc đời mình luôn luôn phải để ý cái hiện tại. Tất cả những tai nạn diễn ra là vì mình thân xác ở hiện tại, cái đầu ở chỗ khác. Chính vì vậy mà mình không sống cái giây phút hiện tại theo như tinh thần của thiền. Thiền là sống ngay cái giây phút hiện tại, mình biết mình đang làm gì, chỉ có vậy. Cho nên nếu tìm hiểu thế nào là tỉnh thức một cách đích thực, thì trong câu chuyện của các thánh ẩn tu trong sa mạc ở những thế kỷ đầu của giáo hội Công giáo có câu chuyện như sau. Có một vị vua vừa mới lên ngôi, ông muốn đi vào sa mạc để gặp các vị ẩn tu trong đó để học hỏi về sự nhân đức của các vị ấy. Nhà vua ra lệnh cho đoàn tùy tùng ngừng ở lại thật xa, rồi chỉ một mình ông ăn mặc rất tầm thường đến gần một cái lều của một vị ẩn tu. Ông không có dấu vết gì là một ông vua, kể cả vương miện không đội, nhẫn không xỏ, gậy cũng không cầm. Ông gõ cửa bước vào. Vừa mở cửa, vị ẩn tu biết ngay người chắc trước mặt mình là kẻ cầm quyền sinh tử. Bởi vì chắc là ông ấy tỉnh táo lắm, ông biết ngay đó là ông vua. Nhưng nhà tu hành làm như mình không biết nhà vua là ai, đón tiếp rất là lịch sự. Và vì đón tiếp bất kỳ ai, không riêng vua chúa hay người nghèo, nhà vua hỏi thăm sức khỏe của vị tu sĩ. Vị tu sĩ trả lời: tất cả đều cầu nguyện cho sức khỏe của anh. Nhà vua nhìn chung quanh túp lều, thấy không có gì đáng kể ngoài cái chén, cái bát, cái cốc, rồi một ít thức ăn khô, một bình nước. Hết. Vị tu sĩ nói: bây giờ tôi mời anh cùng ăn với tôi vì đến bữa ăn rồi. Nói xong, ông cầm miếng bánh mì khô nhúng vào nước lã, rồi lấy ra chế lên một ít dầu ô liu, rắc tí muối vào, rồi mời ông vua ăn. Sau bữa ăn chỉ có một miếng bánh mì cứng nhúng nước, rảy chút dầu ô liu và muối. Nhà vua mới hỏi vị ẩn tu: ngài có biết, thầy có biết tôi là ai không? Vị ẩn tu trả lời không một chút do dự: chỉ có chúa biết rõ thôi. Nhà vua liền tiết lộ tông tích của mình: tôi là vua. Lúc đó vị ẩn tu mới cúi mình tỏ cái dấu cung kính thần phục. Nhà vua đỡ lên và nói: thầy thật có phúc, vì không phải lo lắng chuyện đời. Tôi được sinh ra là để làm vua, và chuyện cai trị là một mối lo canh cánh mỗi ngày. Mỗi ngày tôi ăn uống toàn cao lương mỹ vị, nhưng phải nói rằng miếng bánh nhúng nước lã và dầu với muối của thầy hôm nay là bữa ăn ngon nhất mà tôi chưa từng được thưởng thức. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta bước vào mùa vọng. Đúng, ít nhất mỗi năm một lần chúng ta có dịp nhìn lại xem mình còn tỉnh thức không. Cái tỉnh thức đích thực của người Công giáo đó là luôn luôn biết trước mặt ngài Chúa đến. Ngài Chúa đến được hiểu theo cái nghĩa Chúa đến với thân phận mình, có nghĩa là ngài mình đi gặp Chúa. Chúng ta chuẩn bị, đừng lơ là,
sẽ lơ là bởi vì bao nhiêu công việc lo toan, bao nhiêu điều làm cho mình bị chưa trí. Nhưng cái ngày đó, hay nói thẳng, cái chết cứ lù lù nó đến. Cái chuyện ông vua trong câu chuyện ẩn tu, ông tìm thấy ý nghĩa đích thực của cuộc sống là cái giây phút hiện tại. Không còn gì để lo, ông mới chú ý đến miếng bánh mì khô và ông ăn thấy ngon. Vậy để cho tâm hồn chúng ta cũng tỉnh thức và lắng động, đầu tiên phải trở về với chính mình. Nếu không, tất cả sẽ là cởi ngựa đi qua cửa sổ mà muốn xem hoa. Xin Chúa ban cho chúng ta bước vào mùa vọng tỉnh thức. Tỉnh thức khi gặp từng con người. Nói thì dễ, làm thì khó. Tỉnh thức khi gặp người vợ, người chồng. Tỉnh thức khi gặp từng đứa con, đứa cháu. Tỉnh thức khi đưa tay mở cửa xe. Bởi vì đã có người mở cửa xe, một đứa bé thò tay vào cái cánh cái ngạch xe và ông ta đóng lại, đi luôn bốn ngon. Đã xảy ra rồi ở cộng đoàn mình. Tỉnh thức, ví dụ tôi nói không có phải kết án ai, đêm qua tôi trở lại kiểm cái bếp thì cái freezer mở toàn quát. Vậy ai mở? Đang khi hai tuần trước đã phải sửa cái máy lạnh là vì mấy tuần trước đã có mở tan hoác, nó chạy hết công suất mà không đủ lạnh, nó hư. Không trách ai, nhưng cái người đó không tỉnh thức. Chính mình mở, mình đóng, đóng đàng hoàng. Lúc mình mở có then gài, lúc mình đóng không gài thì nó tự động chạy ra. Tôi bước vào bếp thấy lạnh toát. Tôi đoán rồi có chuyện, tôi nhìn cái cửa là nó đang mở. Thiệt hại đó ai chịu? Cũng tại vì một mình không để ý. Nói phải để trách, nhưng để mà nhắc nhau, tỉnh thức. Ngồi vào tay lái, tỉnh thức. Đừng làm gì khác nữa. Ngồi vào bàn ăn, tỉnh thức. Ăn có mặt với vợ con, không có chú tâm vào cái máy nữa. Chúng ta đã nô lệ cái máy quá nhiều rồi. Bây giờ đến lúc cái máy làm sao so bằng con người. Nhưng chúng ta không tỉnh thức, để cái máy nó lôi chúng ta đi. Rồi sáu người vào trong quán ăn, sáu người đều có chuyện riêng để làm. Thức ăn ra mạnh ai cũng ăn làm mà không nói chuyện gì với nhau, thì đi ăn chung làm gì? Mua về nhà xách lên phòng ăn. Tôi thấy đó là tỉnh thức. Tôi nói có người sẽ tức, sẽ giận, không sao. Không sao đâu. Nếu không tỉnh thức, cả cuộc đời cứ như vậy. Nó cứ chìm vào trong những cái mà nó lo toan, đam mê hay miệng ngập, cứ đi dài dài. Bài đọc 1, bài đọc 2 nói rất rõ. Nhất là bài đọc 2 nói về những đam mê, nguyện ngập, dâm loạn, vân vân. Nó là những thứ chúng ta cưỡng lại không được. Nhưng nếu chúng ta luôn luôn tỉnh thức, xin Chúa giúp, thì chúng ta sẽ kháng cự được. Tự sức mình luôn luôn thất bại. Cho nên bước vào mùa vọng năm nay, xin hãy nhìn lại gia đình mình. Tôi đề nghị thôi, bữa ăn thôi. Suốt ngày có, suốt tuần có ăn chung bữa nào không? Tôi e rằng có những gia đình không, suốt tuần không có bữa nào ăn chung. Ăn chung có nghĩa là đủ hết mọi người. Đó là hạnh phúc của mình mà. Rồi, làm cái gì, biết mình đang làm cái đó. Mình bốc một quả chuối ra ăn, mình biết mình đang ăn chuối. Và mình thưởng thức, nó dễ tiêu hóa hơn. Và cảm thấy cuộc đời
đáng yêu, đáng sống hơn. Hơn là cứ đi qua, đi qua, đi qua mà không thưởng thức gì cả. Xin Chúa ban cho chúng con theo mệnh lệnh Chúa là phải tỉnh thức, phải canh ăn trộm. Canh ăn trộm là tỉnh thức biết chừng nào rồi. Bây giờ thì chúng ta trở về với đời sống hàng ngày sau thánh lễ, có gì thay đổi không? Tùy mỗi người. Hãy xin Chúa giúp ít nhất mùa vận năm nay cho tới Giáng sinh, gia đình con sống gần nhau hơn. Ít nhất mùa vọng năm nay chuẩn bị tới Giáng sinh, hai vợ chồng tha thứ cho nhau, chấp nhận nhau, sự khác biệt của nhau, vân vân. Nhiều điều phải làm lắm, rất đơn sơ, nhưng tại chúng ta không tỉnh thức để làm mà thôi. Xin chúc quý ông bà bước vào Chủ nhật thứ nhất mùa vọng tập một điều: mình làm gì, biết mình đang làm. Vậy thôi, không cần nhiều. Mình kéo cái ghế ra ngồi, mình đứng dậy, mình đẩy cái ghế vô, cái đó không phải lỗi thời đâu, tại vì mình kéo ra. Tôi có thể nói chuyện xưa quá rồi phải không? Rất nhiều người sẽ nói: ồ, ông cổ lỗ sĩ quá. Nhưng tôi lác đác thấy người Úc có lịch sự vẫn làm. Tại vì có người nói tôi tuổi Úc nó đâu có làm. Thưa sai. Cho nên đừng bắt chước nếu thấy họ không làm. Không xả rác, vì mình biết rác phải có người đi làm vệ sinh hàng tuần. Vâng vâng, mình mở cái cửa là mình biết đóng lại. Đó là những chuyện rất bình thường và rất công bằng. Mình lấy cái ghế nhựa đỏ ra ngồi, mình phải cất. Đó là chuyện bình thường. Tôi không kết án, tôi chỉ mời gọi sự tỉnh thức mà thôi.